nóng, Đan Trường và vợ đại gia kém 10 tuổi ly hôn sau 8 năm chung sống. Từng được coi là một trong những cặp đôi đẹp của làng giải trí Việt nên thông tin Đan Trường Thủy Tiên ly hôn khiến người hâm mộ bất ngờ. Sáng sớm nay, 18/7, vợ của Đan Trường doanh nhân Thủy Tiên bất ngờ chia sẻ dòng trạng thái trên trang cá nhân, xác nhận đã ly hôn với chồng. Thủy Tiên viết, đầu tiên, cho phép Thủy Tiên được gửi lời thăm hỏi đến mọi người. Phải nói năm 2021 là một năm có quá nhiều biến động và những sự việc xảy ra đã khiến chúng ta buộc phải thay đổi suy nghĩ và có cái nhìn khác đi về cuộc sống hiện tại. Thời điểm này, thật khó khăn khi phải đưa ra những quyết định quan trọng có thể làm thay đổi cuộc đời nhưng cuối cùng thì Tiên vẫn chọn cách sống thật với cảm xúc và tình trạng thực tế của gia đình mình. Vì vậy ngày hôm nay, xin cho phép Thủy Tiên được thông báo đến các anh chị báo chí, bạn bè và các fan hâm mộ thân yêu về vấn đề ly hôn của Thủy Tiên và anh Đan Trường. Nữ doanh nhân hé lộ lý do hôn nhân tan vỡ, Tiên và anh Trường đều không thể lấp đầy những khác biệt trong suy nghĩ và cuộc sống của cả hai. Nếu cứ cố gắng níu kéo khi không có được tiếng nói chung thì cuộc sống vợ chồng không thể nào xây dựng nên được một mái ấm hạnh phúc, một gia đình đúng nghĩa. Bên cạnh đó, Thủy Tiên cho hay, sự xa cách về địa lý cho đến suy nghĩ khiến trái tim hai người cũng xa cách và không thể hàn gắn lại được. Khi sự cảm thông và chia sẻ không còn nữa thì ly hôn, giải thoát cho nhau là cách tốt nhất mà cô và chồng lựa chọn. Thủy Tiên công bố đã ly hôn sau 8 năm chung sống với Đan Trường. Ngay sau đó, Đan Trường cũng chia sẻ lại status của vợ kèm chú thích, chúng tôi rất tiếc khi thông báo trong thời gian này, mong mọi người hiểu. Đan Trường và Thủy Tiên kết hôn năm 2013, tới năm 2018 cặp đôi có với nhau cậu con trai đầu lòng đặt tên là Thiên Từ. Trong thời gian hôn nhân, cặp đôi thường xuyên chia sẻ những hình ảnh hạnh phúc bên nhau khiến nhiều khán giả ngưỡng mộ. Thủy Tiên sinh năm 1986, là người Mỹ gốc Việt, kém Đan Trường 10 tuổi. Khi kết hôn với Đan Trường, nữ doanh nhân từng bị đông đảo người hâm mộ nam ca sĩ chỉ trích, cho rằng không xứng đáng với ông xã nổi tiếng, đẹp trai nhất nhì làng giải trí Việt. Thủy Tiên từng lên tiếng về điều này, tôi không bị ảnh hưởng bởi những lời chỉ trích về nhan sắc. Tôi nghĩ rằng với vẻ đẹp của một người, mình không thể chỉ xét ở bề ngoài mà cần nhìn tổng thể, từ tính cách, công việc, giao tiếp đến mọi điều trong cuộc sống hàng ngày. Tất cả điều đó mới tạo nên bức tranh trọn vẹn về một người đẹp. Nóng. Đan Trường và vợ đại gia kém 10 tuổi ly hôn sau 8 năm chung sống. Từng được coi là một trong những cặp đôi đẹp của làng giải trí Việt nên thông tin Đan Trường Thủy Tiên ly hôn khiến người hâm mộ bất ngờ. Sáng sớm nay, 18/7, vợ của Đan Trường doanh nhân Thủy Tiên bất ngờ chia sẻ dòng trạng thái trên trang cá nhân, xác nhận đã ly hôn với chồng. Thủy Tiên viết, đầu tiên, cho phép Thủy Tiên được gửi lời thăm hỏi đến mọi người. Phải nói năm 2021 là một năm có quá nhiều biến động và những sự việc xảy ra đã khiến chúng ta buộc phải thay đổi suy nghĩ và có cái nhìn khác đi về cuộc sống hiện tại. Thời điểm này, thật khó khăn khi phải đưa ra những quyết định quan trọng có thể làm thay đổi cuộc đời nhưng cuối cùng thì Tiên vẫn chọn cách sống thật với cảm xúc và tình trạng thực tế của gia đình mình. Vì vậy ngày hôm nay, xin cho phép Thủy Tiên được thông báo đến các anh chị báo chí, bạn bè và các fan hâm mộ thân yêu về vấn đề ly hôn của Thủy Tiên và anh Đan Trường. Nữ doanh nhân hé lộ lý do hôn nhân tan vỡ, Tiên và anh Trường đều không thể lấp đầy những khác biệt trong suy nghĩ và cuộc sống của cả hai. Nếu cứ cố gắng níu kéo khi không có được tiếng nói chung thì cuộc sống vợ chồng không thể nào xây dựng nên được một mái ấm hạnh phúc, một gia đình đúng nghĩa. Bên cạnh đó, Thủy Tiên cho hay, sự xa cách về địa lý cho đến suy nghĩ khiến trái tim hai người cũng xa cách và không thể hàn gắn lại được. Khi sự cảm thông và chia sẻ không còn nữa thì ly hôn. Giải thoát cho nhau là cách tốt nhất mà cô và chồng lựa chọn. Thủy Tiên công bố đã ly hôn sau 8 năm chung sống với Đan Trường. Ngay sau đó, Đan Trường cũng chia sẻ lại status của vợ kèm chú thích, chúng tôi rất tiếc khi thông báo trong thời gian này, mong mọi người hiểu. Đan Trường và Thủy Tiên kết hôn năm 2013, tới năm 2018 cặp đôi có với nhau cậu con trai đầu lòng đặt tên là Thiên Từ. Trong thời gian hôn nhân, cặp đôi thường xuyên chia sẻ những hình ảnh hạnh phúc bên nhau khiến nhiều khán giả ngưỡng mộ. Thủy Tiên sinh năm 1986, là người Mỹ gốc Việt, kém Đan Trường 10 tuổi. Khi kết hôn với Đan Trường, nữ doanh nhân từng bị đông đảo người hâm mộ nam ca sĩ chỉ trích, cho rằng không xứng đáng với ông xã nổi tiếng, đẹp trai nhất nhì làng giải trí Việt. Thủy Tiên từng lên tiếng về điều này, tôi không bị ảnh hưởng bởi những lời chỉ trích về nhan sắc. Tôi nghĩ rằng,